Đấy, các bạn thấy gì chưa? Các bạn thấy gì chưa? Đấy. Trước khi quay cái video review em Honor X5 Plus này là phải làm một game trước đã. Đấy. Ghê không? SS này, kinh không? Trời ơi. MVP chắc chắn phải là mình rồi. Đấy. Rồi. Đây là một trong những cái máy điện thoại giá siêu rẻ nha mọi người nhé. 2 triệu chính hãng thôi. Các bạn không nghe nhầm đâu. Con này chỉ có mức giá là 2 triệu chính hãng. Và cái máy này thì mình tham khảo cái mức giá tại bên Hoàng Hà Mobile. Honor X5 Plus là một cái máy mà phải dùng một cái từ đấy là giá siêu rẻ. Nhưng mà cái trải nghiệm của nó mang đến cho người dùng thì liệu có rẻ hay là không? Thì ngay mở đầu video mình cũng có muốn test thử luôn cái game trên cái điện thoại này, và mình có test với cái tựa game quen thuộc đấy là Liên Quân Mobile. Mình nghĩ phần lớn mọi người chắc vẫn chỉ chơi Liên Quân quen thuộc lắm rồi, chứ mấy cái tựa game khác thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào chơi tốt được đâu. Thì cảm nhận nhanh nhé, các bạn vẫn có thể chơi được Liên Quân Mobile trên cái điện thoại này. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần có một vài những lưu ý. Thứ nhất, mở được FPS 60 nhưng ở mức setting thấp nhất thì FPS của chúng ta vẫn bị drop trong quá trình chơi khá là nhiều. Sẽ có những pha combat các bạn sẽ bị drop xuống chỉ tầm còn khoảng 4x FPS thôi. Thậm chí sẽ có khi là 3x FPS là chuyện rất bình thường. Và đó là một thứ các bạn sẽ phải chấp nhận trên một cái điện thoại giá chính hãng chỉ có loanh quanh có khoảng 2 triệu mà thôi. Không thể phủ nhận được một điều, trong tầm giá 2 củ mà ít nhất các bạn vẫn chơi được game thì nó là một thứ gì đấy nó ngoài sức tưởng tượng của bản thân mình rồi. Bởi vì rõ ràng là cái con số này là quá nhỏ cho một thiết bị có hiệu năng cao để đủ các bạn chơi game. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Comment phía dưới nhé. Nói qua một chút xíu ạ, thì con Honor X5 Plus này của chúng ta á, khi mà mình check thông số á, thì trên cái phần mềm Device Info Hardware nó ghi là Helio P35. Nhưng các bạn phải lưu ý giúp mình nha, cái thông số đọc trên cái phần mềm này chưa chắc đã đúng đâu. Ở đây chúng ta sẽ có con chip đấy là MT6765V-XBA. Thì cái yếu tố hậu tố V này và cũng như cái xoẹt này, nó sẽ là những cái yếu tố để tùy biến về những cái phiên bản của con chip khác nhau. Tức là cũng là con MT6765 này mà những cái con chip nó được tune theo những cái hướng khác nhau, ví dụ như là xung nhịp bao nhiêu thì chúng ta sẽ lại ra những cái phiên bản khác nhau. Cụ thể ở trên cái máy này thì theo như mình check thông số từ hãng đưa ra nhé, thì nó chạy chip là Helio G36. Tức là cũng là con MT6765 này, nhưng con này nó lại được tune theo cái thiên hướng đấy là phục vụ cho yếu tố về game được tốt hơn. Để nói cho dễ hiểu thì cái hiệu năng của nó sẽ được bung một cách tốt hơn, và kể từ đó thì cái nhu cầu sử dụng hàng ngày của chúng ta sẽ trở nên ok hơn với cái điện thoại này. Thậm chí các bạn chơi game vẫn cứ là ok. Nhưng yếu tố ở đây thì nó sẽ khiến cho cái máy này của chúng ta bị nóng nhiều hơn so sánh với cái con P35 truyền thống. Bởi vì P35 á, thì nó lại tối ưu về cái yếu tố nhiệt độ và pin một cách tốt hơn. Thì đây cũng là một yếu tố các bạn có thể tham khảo nhé. Còn đối với những cái nhu cầu tác vụ sử dụng hàng ngày thì đương nhiên các bạn vẫn có thể nghe gọi nhắn tin, các bạn vẫn có thể lướt web, các thứ bình thường. Rồi các bạn vẫn có thể lướt TikTok, xem video YouTube, lướt Facebook, không có điều gì chúng ta phải xoắn cả. Có chăng là với một cái máy giá rẻ thì cái việc mà lâu lâu nó delay, lâu lâu khựng khựng, lâu lâu lắc lắc một tí thì nó cũng là chuyện phải chấp nhận mà thôi. Không thể phủ nhận được những yếu tố như thế này các bạn nhé. Ok, vậy thì ngoài ra con Honor X5 Plus này nó có cái gì? Chúng ta cứ phải nhìn nhận một cái vấn đề khác nữa, đó là cái màn hình. Độ phân giải của chúng ta sẽ là HD+. Và cái điều bất ngờ là trong tầm giá 2 củ thôi mà các bạn vẫn có màn hình tần số quét là 90Hz. Ào, thật sự. Đây, tần số quét màn hình cao 90Hz. Bó tay luôn. Có những con máy hơn 20 củ vẫn không chịu trang bị cái màn hình này. Nhưng giờ con máy có 2 củ cũng đã có. Chúng ta không thể nào phủ nhận một yếu tố khác là cái màn hình 90Hz này nó không giúp cho cái máy của chúng ta nó mượt hơn. Mà cái màn hình 90Hz này nó sẽ chỉ giúp cho những cái hình ảnh hiển thị trên cái máy này, khi chúng ta có những thao tác vuốt chạm thì cái chuyển động của nó sẽ mượt mắt hơn mà thôi. Đó là sự khác biệt so sánh với một cái máy điện thoại giá tốt, giá rất tốt, giá rất rẻ, có màn hình tần số quét cao, và những cái điện thoại giá rất cao nhưng lại không có màn hình ít nhất là 90Hz. Ok nhá các bạn nhá. Đó, nên đừng có ông nào để mang vào đây bảo màn hình 90Hz này nó đòi mượt hơn ai đó thì không có cái mùa xuân này đâu. Ok, nhưng mà không thể phủ nhận được là nó vẫn là một cái function vui vẻ, đúng chưa? Đó, riêng về cái phần pin thì cái máy này của chúng ta vẫn có dung lượng pin lên tới là 5200 mAh, và nó là cái mức dung lượng pin lớn hơn một chút so sánh với mặt bằng chung là pin 5000. Đương nhiên cái máy này thì không có tính năng sạc nhanh gì đâu, và các bạn sẽ cần phải sạc qua đêm thì chúng ta mới gọi là đảm bảo cái yếu tố sạc đầy. Chứ nếu mà cắm sạc thông thường chắc cũng cỡ phải vài tiếng, nói chung là nó sẽ sạc hơi mất thời gian một tí. Và khá là bất ngờ khi mà 5000 mAh nhưng máy vẫn khá nhẹ và không hề bị quá nặng, thì đây cũng là một cái điểm cộng tiếp theo của cái điện thoại này. Cắm bên dưới thì dày, màn hình thì là kiểu giọt nước, mặt lưng thì cũng có thiết kế nhám nhám khá là đẹp,
Màu này thì nó kiểu màu xanh này các bạn này. Đó. Còn AI camera các thứ thì cũng khá là hoành tráng. Thật ra là AI camera thì với một cái điện thoại giá rẻ như này thì mình cũng sẽ chỉ chụp nhanh để cho các bạn có thể thấy được cái camera này chụp được đến đâu thôi. Chứ để nó đẹp thì không thực sự là đẹp đâu các bạn ạ. Nhưng mà vẫn chấp nhận được trong tầm giá của hai củ, đủ để các bạn chụp kiểu văn bản, chụp tài liệu các thứ gì đó thì cũng là ok. Còn camera selfie thì gọi là đủ để các bạn video call các thứ thôi. Chứ còn để nói về chụp hình á thì nó sẽ mang hơi hướng nó rất là ảo. Bởi vì sao? Đây, cho mọi người xem này. Chi tiết thì không thực sự quá tốt. Nhưng cái mà mình nhận ra đó là cái màu ảnh nó cứ mờ mờ, nó cứ vừa vừa thôi. Thì đôi khi các bạn gái chụp xong lại đỡ phải hậu kỳ, đỡ phải dùng thêm mấy cái app để mà xóa mụn các thứ này nọ lọ chai. Thì đấy, các bạn có thể tham khảo. Nói chung là camera thì cũng gọi là vui vẻ và chúng ta vẫn có thể làm được những cái chơi chơi trên cái điện thoại này. Và cái cuối cùng thì cái hàng chính hãng này thì đương nhiên với tầm giá hai củ thì các bạn sẽ vẫn nhận được những chế độ bảo hành cách ok và đảm bảo chất lượng đến tay mọi người. Chỉ có điều 2 triệu thì nó sẽ chỉ có những cái trải nghiệm cùng với điện thoại là 2 triệu mà thôi. Chúng ta không thể nào đòi hỏi được quá nhiều. Ít nhất nó vẫn chơi game được và ít nhất nó vẫn có màn hình 90Hz và nó vẫn có một thời lượng pin rất trâu. Thì đó là điểm cộng của cái điện thoại này, của con Honor X5 Plus này. Vậy các bạn nghĩ sao? Comment phím dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video, đừng quên check giá tại Hoàng Mobile để chúng ta có mức giá rất tốt cho chiếc điện thoại này nhé. Link phím dưới mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye bye.